Chúng ta tiếp tục bài số 5 trong phần tiếng Hàn Trung cấp 3A, giáo trình Seoul của Trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên, giáo viên hướng dẫn Hoàng Xuân Trường. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài số 5, Ippopogo Salgung Crescio. Với cái tiêu câu tiêu đề bài này thì chúng ta có thể dịch là biết vậy tôi đã mặc rồi mua tức là chúng ta đã mua rồi nhưng mà khi mà về thì chúng ta không cảm thấy vừa lòng và chúng ta sẽ nghe một cái đoạn hội thoại bên dưới này nghe một đoạn hội thoại này Trần thức cô Yuki nghe cho kỹ rồi hãy nói chúng ta để ý vào hai nội dung Tusarame Nbuasete Yuki Hai người này đang nói về cái gì? Nói về cái chủ đề gì? 여자는 이 어떻게 하려고 Cái người con gái này thì làm thì sẽ định làm như thế nào với cái áo này? Thì chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại. 아휴, 속상해. 큰맘 먹고 샀는데. 원피스가 마음에 안 들어? 색깔도 예쁘고 길이도 적당한데 왜? 허리가 너무 꽉 끼어. 그래? 내가 보기에는 괜찮은데 불편한가 보구나. 그리고 소매도 너무 짧아. 아무래도 반품해야겠어. Đầu tiên đây là cuộc nói chuyện hai người này về một cái one piece về cái, à, cái váy liền thân. Và bạn này thấy màu sắc và cái kiểu dáng cũng rất là đẹp. Nhưng mà bạn này vì được uh, tay rất là tay rất ngắn và cái eo uh, thì bó sát quá. Thì bạn này bạn này phải đổi lại. Và chúng ta nghe lại một lần nữa. A, <laughs> 속상해. 큰맘 먹고 샀는데. 원피스가 마음에 안 들어? 색깔도 예쁘고 길이도 적당한데, 왜? 허리가 너무 꽉 끼어. 그래? 내가 보기에는 괜찮은데, 불편한가 보구나. 그리고 소매도 너무 짧아. 아무래도 반품해야겠어. Tức là người khác thì nhìn thấy là cái váy này màu sắc cũng tốt và chiều dài cũng đẹp nhưng bạn này vì eo bị quá bó sát và tay quá ngắn thì sẽ phải đổi lại hàng. Và chúng ta xem mục tiêu bài học ngày hôm nay. Hắc sức mục tiêu Tư vựng OV về kích cỡ Chisua Munkun Kume Kích cỡ và mua hàng. Muốn bước vào biểu hiện số 1, động từ đi với ư kamalka hata. làm hay không làm cái hành động đó, tức là mình đang do dự làm hay không làm, đi hay không đi, ăn hay không ăn. Vì một cái lý do lý do nào đó mà chúng ta có sự do dự này. Tiếp theo động từ đi với chikureo. Chikure là Sao không làm cái hành động này đi? Thì mình đưa ra cái lời khuyên cho người ta làm cái việc gì đó. Tiếp theo Maragiil nói một, chúng ta có sang phun 평가하기, chúng ta đánh giá về sản phẩm. Tiếp theo vun và biểu hiện số 2. Động từ đi với ư l col creta. Đây là biết vậy thì đã. biết vậy thì đã làm cái hành động này tương tự như vậy cái tiêu đề bài biết vậy thì đã mặc thứ rồi mua tiếp theo n irado cho dù là danh từ này hoặc là dù là danh từ này thì cái hành động tiếp theo chúng ta không quan tâm đến danh từ này tiếp theo PANPUM. yukugiri đây là yêu cầu trả hàng yêu cầu đổi hàng cô maragi nghe và nói chân hoa ro chung mun hanen te hoa tức kỳ nghe hội thoại đặt hàng bằng điện thoại sang phung chân yojong hanen te hoa tức kỳ nghe hội thoại về yêu cầu đổi hàng đổi sản phẩm shopping kyong yaki kinh nghiệm mua sắm của bạn chúng ta nói về kinh nghiệm mua sắm. Ilko Suki đọc và viết. Kyo Hoan Mit Hoan Bul Anemun Iki chúng ta đọc cái hướng dẫn đổi hàng, hướng dẫn đổi hàng và trả hàng. Hoan Bul trả hàng lấy lại lấy lại tiền. Kyo Hoan là đổi hàng, đổi sản phẩm khác. Tiếp theo chúng ta có Internet Kesi Fane 반품 무례하는 글쓰기 chúng ta hãy viết một đoạn văn hỏi về cái việc đổi hàng lên cái bảng thông báo trên internet qua chê phần thực hành sang Phum kiều hoàn hoàn bun hoàn ân khăn cực chúng ta đóng kịch là đổi đổi sản phẩm hoặc là trả lại sản phẩm giữa các bạn trong lớp thì chúng ta đóng kịch và cái này thường là chúng ta sẽ làm ở trên lớp nhưng online thì chúng ta hơi khó làm nhưng mà chúng ta cũng có thể là bạn nọ với bạn kia qua những cái phương tiện như là Zalo, Facebook à, hoặc là những cái Skype hoặc là những cái như Zoom để chúng ta có thể là nói chuyện online với nhau và chúng ta đóng vai tiếp theo Môn Hòa sàn chết. phần văn hóa Ốt qua Shinban Chisu đây là cỡ của giày dép và quần áo thì chúng ta sẽ tìm hiểu là cỡ của nam của nữ và cỡ giày thì người ta sẽ ghi như thế nào tiếp theo phần phát âm kiêng âm hoa là âm căng hóa một ví dụ tập chiêu và bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên đó là phần từ vựng chúng ta vào phần từ vựng Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu các từ vựng đây có nghĩa là gì. Đầu tiên là tắc mắt tà. Tắc mắt tà đây là vừa sát người vừa vặn. Nước nước ha tà là rộng rãi. Tiếp theo quắc kỳ tà là bó chặt. Chức tăng ha tà là vừa. Hân lông ha tà là lung thùng rộng rộng quá, rộng lung thùng à, lông Và tiếp theo chúng ta có cupi nột tà, là gót cao, gót cao. So mega ập tà, so me là cái, cái, cái tay áo, so mega ập tà là không có tay áo. Formi khư tà, là cái form, form áo khư tà rộng, tức là tất cả đều to. Thôngi nở tà, tức là ống rộng ống tay ống ống tay áo hoặc là ống quần rộng tiếp theo chizuka Chakta. dày thì nhỏ hơn cả chân đó là cỡ nhỏ chúng ta đọc lại tăng mắt ta nước nước hạt ta quắc kỳ ta tăng ta 구분이 높다. 소매가 없다. thông 크다. 통이 넓다. 통이 넓다. chắc 작다. Và đây chúng ta cũng có thể là chuyển thành yo luôn hoặc là uh, chuyển thành tài uh, sẽ đó là lười yo chúng ta sẽ nói cùng với các câu này ví dụ tăng mà tăng mà chân khỏe tóc mặt chân khỏe nước nước hạt thành nước nước khều nước nước khát khỏe quắc kia ta quắc kia có quắc hoặc là quắc chúng ta cứ thay vào chúng ta tập nói cho nó quen bởi vì tình huống thực tế chúng ta sẽ nhìn thấy người ta là uh, mặc vừa hay là mặc uh, chật hay là rộng thì chúng ta sẽ nói luôn bằng câu nói. Ví thông y nớ lửa, thông y nớ bưu cơ thông y nớ bờ Thì chúng ta sẽ nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần từ vựng tiếp theo, đó là từ vựng phần số 2 và phần số 3. Từ vựng phần tiếp theo đó là cơ phần số 2. Cơ đây là Số tiền. tiếp theo sang phum là sản phẩm, icul, icul ở đây là thanh toán ngay, icul, halbu là trả góp, hanil là giảm giá, pesongbi là phí vận chuyển, kuihata là mua, kienchehata là thanh toán, panphuhata là trả hàng, à, là, là là đổi hàng Xin khoa từ là sinh khoa từ là thẻ thanh toán hin cơm ip cơm 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 đây là cái phương pháp thanh toán là bằng tiền mặt và đây là phần số 2 trong phần tử vựng trong shopping mall shopping mall thì chúng ta có passion uh, fashion đây là quần áo thời trang tiếp theo chạp hoa miếng phum tạp hóa hoặc là miếng phum đây là những cái hàng hiệu shop hoặc hàng hiệu ạ uh, sports yêu là quần áo thể thao Kaku hoa gia cụ hoặc là sinh hoạt. Tiếp theo là hóa trang phùm, mỹ phẩm. Ca trơn là những đồ điện gia đình. Computer, máy tính. Ở đây chúng ta có Đây là cái danh mục cái tiêu đề ở trên cái trang shopping mall, trang home shopping. Và đây ạ. e nim me trang pacuni. Bakuni là cái rổ, trang là chợ, dấu đi chợ tức là giỏ hàng. Và sang phần thứ hai là Kinchiaki là phần thanh toán. Thì giỏ hàng chúng ta có giỏ hàng như thế nào ạ? phum, mieng phum là tên sản phẩm, sang phum là tên sản phẩm. Đây sang phum, tên sản phẩm. Suy leng là số lượng, ca kiet là giá, hanin là giảm giá, 배송비 là phí vận chuyển. chê chế, 금액 là số tiền cần thanh toán. Sản phẩm đó là one piece. Là một cái áo uh, váy liền thân, số 1 là số số liền là 1 cái. Giá chiếc là 50.000 won. 할인 là y cho luôn. 배송비 무료. 배송비 là cái vận chuyển là không mất phí. Và cuối cùng thanh toán cần phải số tiền thanh toán đó cần phải thanh toán số tiền đó là 48.000 won và ở đây chúng ta có kiên chế vang bốp là phương pháp thanh toán đó là xin dung kha thử xin yong kha thử đây là thanh, toán bằng thẻ hên cơm yếp cơm đây là thanh toán bằng tiền mặt kha thử bơn hồ. đây là số thẻ số tài khoản của cái thẻ này tiếp theo hàn bu đây là cái chọn chọn cái phương pháp uh, trả góp đây Hanbu Samgyuan trả góp trong 3 tháng cuối Hasin cuối Hasin sang phú cái sản phẩm mà đã mua Chinin Ine E Panpumina Kyuan xin chân ha xin su yusumida cái sản phẩm mà đã mua trong vòng 7 ngày thì có thể à, yêu cầu đổi hàng hoặc là trả lại hàng và chúng ta có những cái tình huống à, luyện tập đó là các cái ô môn luôn đề với 4 man nét yếu sông bí ơn shopping mua đề sơ quý hành sáng phụ Rồi, khiến trên ấn 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 ấ u ấn 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 h n ấn 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 n ấn 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 ấ t ấn n ấn ấn n ấn 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 ấ t ấn 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 n ấ t ấn 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 ấ hết ngay thanh toán toàn bộ. sông Patun sang vùng mi Ba Ome, ăn miền ở kê Nếu mà nhận được cái hàng vận chuyển đến mà không vừa lòng thì làm thế nào? thì chúng ta trả lời cho cái câu cuối cùng này. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 1 đầu từ đi với là Kamalca. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ pháp này. Động từ l-kamankata làm hay không làm một việc gì đó, thể hiện cái sự lưỡng lự của người nói. Chúng ta tìm hiểu thêm phần ngữ pháp này trong phần giải thích. Động từ dibekamankata hata làm hay không làm cái hành động V này sử dụng để thể hiện sự lưỡng lự sẽ làm việc gì đó hoặc không làm việc gì đó. So sánh giữa Kahata và L động từ đi với ư L Kahata. Thì so sánh hai cái này thì chúng ta thấy là sử dụng biểu hiện khi đang lưỡng lự sẽ làm hoặc không làm việc gì đó. Sử dụng khi biểu hiện có ý hoặc có suy nghĩ sẽ làm việc gì đó. Thì cái khả năng sử dụng kahata thì cái việc V này sẽ được thực hiện nhiều hơn. Và cái việc uh, sử dụng Kamankhata này thì định định làm rồi nhưng có thể sẽ không làm nữa. Thì cái này nghiêng về cái hướng là không làm nhiều hơn. Theo trường hướng là uh, người nói sẽ không được không thích khi làm cái hành động này nữa. Ví dụ như việc đổi hàng chẳng hạn. Rất muốn mua rồi nhưng mà vì cái gì đó nên phải đổi hàng xem là có có mua hay không hay là có đổi hay không đổi. Thì thường là tốt cho chủ thể thì sẽ thực hiện thôi. Chúng ta tìm hiểu thêm cái phần ngữ pháp này qua các ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu các ví dụ như sau. 이 원피스가 현시한테 잘 어울린 거 같아요. 그거네요. 가의 váy liền thân này có vẻ rất hợp với 현. 그런데 좀 비싸서 살까 말까 생각 중이에요. 아, thế nhưng mà vì nó hơi đắt nên mua hay không mua thì tôi phải tôi đang suy nghĩ mua hay không mua. Chúng ta nghe 이 원피스가 희은 씨한테 잘 어울릴 것 같네요. 그런데 좀 비싸서 살까 말까 생각 중이에요. 이 원피스가 희은 씨한테 잘 어울릴 것 같네요. 그런데 좀 비싸서 살까 말까 생각 중이에요. chúng ta xem một số ví dụ nữa. Nôm pico ne so, kalka hẹn ơn này vì đang mệt, vì rất mệt nên tôi đang nghĩ là đi hay không đi du lịch. Nancya thua vì thời tiết, vì thời tiết à, nóng. khi này, ít bự Tôi đang lưỡng lự vì trời nóng nên tôi đang lưỡng lự xem là có à, mặc cái áo jacket hay không. Jacket, jacket. Cứ nắm chân lên, ka malka 고민 중이에요. Tôi đang khó nghĩ xem là có thể là gặp hay là không gặp người liền người con trai đó nữa. Tôi đang nghĩ, tôi đang suy nghĩ xem có nên gặp hay không gặp người con trai đó nữa. Thì chúng ta kamanka động từ đi với kamanka. malka mal dừng lại đừng ăn hay đừng ăn, gặp hay đừng gặp, mặc hay đừng mặc. Cái này chúng ta thể hiện sự do dự của người nói đang suy nghĩ, đang tính toán. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem phần luyện tập trong phần ngữ pháp này. Cứ đi, Monpouko, Pogiwakachi, heo Yegihebuzel. Chúng ta hãy nói cùng với bạn mình. Số một vì đôi giày thể thao này, hay là vì mệt. Nên tôi có đi bộ hay không? Tiếp theo, vì đắt nên xem tôi có mua nên mua hay không? Vì không có nhiều tiền xem có đi du lịch hay không? Vì trời có tuyết rơi nên uh, tôi có đi leo núi hay không? Tôi nghĩ cái này cay xem có nên ăn hay không? Thì chúng ta theo tình huống như vậy Thì chúng ta uh, có sự uh, lo lắng cực chân hoặc là lưỡng lự do dự mang sơn đi ta hoặc là chúng ta khó uh, dự đoán mệt mỏi hoặc là khó nghĩ đối với những tình, tình huống khác như là comin minh ha ta thì chúng ta hãy sử dụng cái này để chúng ta biểu hiện tiếp theo chúng ta sẽ sang cái ngữ pháp số 2 đó là động từ đi với thì ở đây cái động từ chicudeo có nghĩa là sao không làm cái hành động v đi thì chúng ta sẽ xem giải thích chi tiết hơn ở ngữ pháp này động từ đi với chicudeo sao không làm cái hành động v đi sử dụng trong trường hợp thay thế câu mệnh lệnh nhẹ nhàng với biểu hiện sử dụng khi khuyên nhủ hoặc đề xuất làm một việc gì đó cho người khác. Động từ đi với n, động từ đi với nâng kê ở téo là biểu hiện giống với biểu hiện được sử dụng. Giống với biểu hiện trên được sử dụng ở bài 11 trong phần 2B. Trong tiếng Hàn phải chú ý đến khi sử dụng với người lớn tuổi người bề trên thì không sử dụng nhiều câu thỉnh dụ hoặc câu mệnh lệnh đối với người trên thì ở trong trường hợp này chúng ta khuyên nhủ người ta sao không làm cái hành động đó chúng ta chi tiết chúng ta sẽ vào phần uh, những cái ví dụ bên dưới để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này patiran hyperponica sau khi mặc thử cái quần thì tôi thấy nó mu quắc quắc kia rồi rất là bó sát bun phiên hèo nên rất là không thoải mái krom han chisu khửng cơ lô kyo ăn ha chi kreo ha chi kreo thì là vậy thì sao không đổi vậy thì sao không đổi uh, cái mà to hơn một cỡ không đổi bằng cái mà to hơn một cỡ kirin bourumian taxi rừng không biết đường nếu không biết đường tại sao lại không sao không đi taxi per quay

Quần ngày quần này sao không sao không làm ngắn đi một chút cắt ngắn đi một chút. You chưa men, you chưa mèn, bưng kê dù dạo này thì quần ngắn là mốt đấy. 어제부터 계속 코불이 나 나와요 từ hôm qua đến giờ liên tục chảy mũi krerm yakun mokchigreio vậy thì sao không uống thuốc đi thì chúng ta sang tình huống luyện tập trong phần này krimon poko pukyakachi xem bức tranh và nói chuyện với bạn bè giống như ví dụ ví dụ tình huống số 1 kim chi nè kim chi à uh, ki chi mến nô no mu hê sô so. mô ki a phai ô ho nhiều quá nên đau khổ ta tư hân ta tư hân chà rên mà chi chi cử đê sao không đi uống cốc trà nóng xem số 2 nô no mu chúp ta nô no mu tốp ta mô đưa ta đọc cái gì đó nhưng không hiểu ở đây là gì ạ nó ngắn quá nó mu khứ to quá nó mu hân lông hà rất là rộng thì chúng ta những tình huống này chúng ta làm như thế nào thì chúng chúng ta sử dụng chi creo để chúng ta ghép với động tính từ ghép với động từ để chúng ta đưa ra một lời khuyên một lời đề nghị nhẹ nhàng cho những người khác 우리가 다음 부분. 이제부터 우리가 새 단원을 시작할게요. 도입 우리가 대화를 들을 거요 청바지 새로 샀나 봐요. 정말 예쁘네요. 인터넷 쇼핑몰에서 싸게 샀어요. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데 입어보니까 어때요? 사진만 보고 샀는데 받아보니 마음에 안 들어요. 그래서 반품할까 말까 하고 있어요. 아니 왜요? 길이도 적당하고 색깔도 예쁜데요? 입어보니까 너무 꽉 끼는 것 같아요. 그래요? 그럼 한 투수 더큰 걸로 교환하지 그래요. 아무래도 그래야겠어요. 청바지 새로 샀나봐요. 정말 예쁘네요. 인터넷 쇼핑몰에서 싸게 샀어요. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데. 입어보니까 어때요? 사진만 보고 샀는데 받아보니 마음에 안 들어요. 그래서 반품할까 말까 하고 있어요. 아니, 왜요? 길이도 적당하고 색깔도 예쁜데요. 입어보니까 너무 꽉 끼는 것 같아요. 그래요? 그럼 한 치수 더큰 걸로 교환하지 그래요. 아무래도 그래야겠어요. 그리고 이제 이 책의 의디테 살펴볼까요? 정밀가 새로 써나와요 Có lẽ bạn đã mua cái uh, quần bò mới chồng man nào thật sự rất đẹp trong bài xe là vào chồng tôi đã mua rẻ ở trên uh, internet shopping Mall. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데 이런 바지가 이런 청바지가 요즘 유행이라서 위키 권번나이자오나이라진행당 모드 나도 살까 생각 중이 있는, 있는데 나도 cũng đang có ý đ ị 이포포니카 어때요? Uh, sau khi mặc thử thì bạn thấy như thế nào mango bata pony tôi uh, chỉ tôi xem uh, ảnh tôi chỉ xem ảnh và đã mua nên uh, sau khi nhận xong thì có một chút là không vừa lòng

có vẻ như là quá là bó sát kreo krơm hắn sai chứ tơ lô thế thì có khi đổi vậy thì đổi hàng lấy cái cỡ to hơn amureto cho dù thế nào chẳng nữa tôi cũng phải làm như vậy và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần bài và chúng ta sẽ nghe. Chúng ta vừa nghe và chúng ta vừa theo dõi theo phần chữ của hai bạn này. 청바지 새로 샀나봐요. 정말 예쁘네요. 인터넷 쇼핑몰에서 싸게 샀어요. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데. 입어보니까 어때요? 사진만 보고 샀는데 받아보니 마음에 안 들어요. 그래서 반품할까 말까 하고 있어요. 아니, 왜요? 길이도 적당하고 색깔도 예쁜데요? 입어보니까 너무 꽉 끼는 것 같아요. 그래요? 그럼 한 치수 더큰 걸로 교환하지 그래요? 아무래도 그래야겠어요. 청바지 새로 샀나 봐요. 정말 예쁘네요. 인터넷 쇼핑몰에서 싸게 샀어요. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데 입어보니까 어때요? 사진만 보고 샀는데 받아보니 마음에 안 들어요. 그래서 반품할까 말까 하고 있어요. 아니 왜요? 길이도 적당하고 색깔도 예쁜데요. 입어보니까 너무 꽉 끼는 것 같아요. 그래요? 그럼 한 치수 더큰 걸로 교환하지 그래요? 아무래도 그래야겠어요. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe mà không cần phải nhìn vào phần chữ. <laughs> 청바지 새로 샀나봐요. 정말 예쁘네요. 인터넷 쇼핑몰에서 싸게 샀어요. 이런 청바지가 요즘 유행이라서 나도 살까 생각 중이었는데. 입어보니까 어때요? 사진만 보고 샀는데 받아보니 마음에 안 들어요. 그래서 반품할까 말까 하고 있어요. 아니, 왜요? 길이도 적당하고 색깔도 예쁜데요? 입어보니까 너무 꽉 끼는 것 같아요. 그래요? 그럼 한 치수 더큰 걸로 교환하지 그래요? 아무래도 그래야겠어요. tiếp theo tình huống số hai, tình huống luyện tập số hai trong phần này đó là k h â thử, tức là bạn này bạn đi mua một cái áo choàng. Tschayindo Quenchanko Chan Olita, tức là thiết kế thì thì cũng được và bạn mặc rất là hợp. Fumi no mukuda tức là tuy là như vậy nhưng mà cái form so với người tôi rất là to. Han sai chagun đây là khuyên người khác là đổi hàng nhưng mà đổi một cái size nhỏ hơn. Tiếp theo tình huống số 3 đó là chơi đó là một cái áo sơ mi một cái một cái áo sai trừ to, mặc cô, tức là cỡ thì vừa. Tichainto, tôi chột thả, tức là uh, cỡ thì vừa và cái thiết kế thì cũng rất là đẹp. Somega chôm ở đây là cái áo này thì cái, cái tay áo hơi dài. Somerl chôm chudita, là làm cho nó ngắn lại, tức là đi cắt ngắn lại là được. Đấy là những cái lời khuyên của bạn này dành cho cái người mua áo sơ mi. Tiếp theo ở tình huống à Yunseobi 그림은 보고 포기와 같이 새로 산 물건은 평가해 보세요. Hãy đánh giá cái sản phẩm mới, sản phẩm mà mới mà bạn ấy đã mua. Các bạn nhìn ví dụ Poki. Cỗgo 새로 산 청바지예요 cái đó là cái quần bò mới phải không? quần bò bạn mới mua phải không? Hiện chia cái chống mal ấu nèo thực sự là hiện mặc rất là hợp. Nè, cứ đơn tê phản phum halga ga mang ga sen gác han chung nghĩa hiểu, sen gác chung nghĩa hiểu. vâng. thế nhưng tôi đang định đổi hàng. nên về khi tôi chống tăng hago, chống tăng hago sẽ ăn tôi dịp bữa nào cái này tuy là cái cái này chiều dài cũng vừa mà màu sắc cũng đẹp mà Ipoponica Dobu Quốc Kyo Sổ Quốc Vân sau khi mà tôi thử mặc thì tôi thấy là nó bó chặt quá nên khó chịu thì tình huống tiếp theo tương tự như phần ví dụ này thì có thể là Pomi Chắcn te và cùng form hơi nhỏ thì chúng ta muốn thay đổi màu sắc và chiều dài cũng được nhưng mà form hơi nhỏ. Tiếp theo, nơ mu Hơn lương hân tê Phan vì là quá rộng nên đổi nhé. Tiếp theo, Y shapes Kinh tế kêu an cá vì là tay áo quá dài nên đổi nhé nên đổi chứ chisuka anman đe. kenyang hoi <laughs> ca. thì cỡ không vừa thì cứ thế là trả lại nhé trả lại lấy lại tiền nhé trả lại lấy lại tiền được không ạ chúng ta trong phần số phần in <laughs> chúng ta có những tình huống như vậy và chúng ta nếu mà theo cái đoạn hội thoại này, chúng ta có tận 7 tình huống để chúng ta có thể thay đổi. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp số MULBURB QUA PNN, Ngữ pháp và biểu hiện số 2. Chúng ta có động từ đi với L'ULCOL CRETA biết vậy thì đã làm cái hành động về ví dụ ở đây cư xin bàn internet phải giờ sạch chi cái giày kia bạn mua ở trên internet phải không siroponica piné siroponica piné bạn thử đi thì thấy thoải mái chứ chôn pumpinéo hơi khó chịu 신어 보고 신어 보고 살건 그랬어요. 그랬어. biết vậy thì đã biết vậy thì đi rồi mới mua. Tôi biết vậy thì đi rồi mới mua. Chúng ta xem phần giải thích phần này. Động từ đi với l, ul, Calcutta, biết vậy thì đã sử dụng khi đưa ra sự hối hận nhẹ nhàng về một việc nào đó đã không làm hoặc việc nào đó nếu đã làm trong quá khứ thì sẽ là việc tốt không kết hợp thì quá khứ ở động từ đứng trước thái phủ phủ định ta có dạng động từ đi với chi mà ta trong văn nói sử dụng như một như độc thoại tức là nói một mình cái này chúng ta tức là cái sự hối hận chỉ mình biết thôi và khi nói thì chúng ta đưa ra một hối hận nhẹ nhàng hoặc là nếu mà làm việc đó trong quá khứ thì sẽ là việc tốt chúng ta nghe phần này Cái 신발 internet에서 샀지? 보니까 편해?

구두를 신었는데 발이 아팠다. 리 재자와 로천 운동화를 신는 걸 그랬다. 이때 날, 이비싸서안샀는데 집에 와서 생각나. vì cái cặp đắt nên đã không mua và đi về nhà thì lại suy nghĩ ra sao còn? biết thế thì đã mua mua cho dân sao nên đây chi pe pistan tôi đã mua mũ và đi về nhà lại thấy một cái mũ giống hệt như vậy sa chi mà cơn biết thế thì đã không mua sao chi mà 사지 말걸, 사지 말걸, 그랬어요. và chúng ta xem cái luyện tập. 지난 주에 한일 중에서 후회하는 일이 일에 대해 보기와 같이 말해 보세요. Chúng ta hãy thử n ó hối hận trong số những việc đã làm ở tuần trước. Kupi sachi mal Biết thế tôi đã không mua cái giày có gót giày da có gót cao. Pari apaso xin chỉ một thế Bởi vì đau chân nên chắc là tôi không đi một lần nào nữa. Cho nên khắc chân, cầm chân xe cứ cầm chân xe tôi <laughs> Biết thế tôi đã mua cái giày da màu đen, parker xe cứ xe cứu tôi rồi, sai Tôi đã mua cái giày màu sáng nên đã bẩn mất rồi. Thì ở đây thì chúng ta có những cái tình huống như là seo san kutuga Me ga Cái giày da mới mua mình không mình không thích. Không vừa lòng. Số 2. Seo han meori ga maume an Là cái tóc mà mình mới cắt thì không hài lòng. Chinan jinguwa syawoseo gibuni nappeuda. đã cãi nhau với tôi đã cãi nhau với người bạn thân và bây giờ tâm trạng không được tốt. Siomun xúc xăng sang hada là thi không tốt nên bây giờ tôi đang rất là buồn. Đây là phần ngữ pháp số 1 trong phần môn vô qua phiên y này. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo đó là n irato. N -I tô đây là cho dù dù n đi chăng nữa. Dù cái danh từ này đi chăng nữa. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm phần ngữ pháp phần này. Sử dụng khi lựa chọn dù là không hài lòng nhưng không còn cách nào khác nên vẫn sẽ chọn dù là lựa chọn đứng thứ hai. So sánh irato và ina. Irato chúng ta sử dụng khi đề xuất vấn đề nào đó một cách nhẹ nhàng. Sử dụng khi lựa chọn phương án thay thế trong tình huống mà không còn lựa chọn nào khác. So với INA thì chủ ngữ này, uh, thì ngữ pháp này có nghĩa là lựa chọn cuối cùng được nhấn mạnh hơn. Thì so với INA thì sử dụng khi đưa ra đề xuất nhẹ nhàng, không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng uh, sẽ là lựa chọn. Nhưng sẽ lựa chọn đề xuất thay thế với mức ổn, không sử dụng nhấn mạnh việc lựa chọn.

cho dù là đổi hãy cho hãy đổi cho cho tôi vậy thì hãy đổi cho tôi. 손님 -nim. ga 찾으시는 지수가 없는데, cái cỡ cái cỡ mà bạn đang tìm hiện tại không có không không còn nữa 한 지수 한큰 거로 ra 거라도 드릴까요? tôi đưa cho cái to hơn nhé. Chip 따뜻한 ta 없는데, han ba bi gần Ở nhà không còn cơm nóng nữa. Cơm nguội cũng được chứ. Cơm nguội cũng ăn được chứ. Hê quê dự hành y Orion, ừ, nếu mà khó khăn trong việc đi du lịch nước ngoài, Saraksan Iridato, vậy thì chúng ta đi Saraksan nhé. Và chúng ta ở đây xem phần luyện tập này. 다음 표현은 서서 보기와 같이 Chúng ta hãy xem cái biểu hiện sau và chúng ta thử nói chuyện Chúng ta ở đây có những biểu hiện, đầu tiên là chúng ta có Wonder Coffee. Wonder Coffee를 마시고 싶다. Tôi muốn uống cà phê Wonder. Thì là Wonder Coffee 한잔 주세요. 저님, 죄송하지만 Wonder Coffee는 없고 커피 맛있지만 있는데요 chúng tôi chỉ có cà phê ột thôi. Krem, coffee mix to, coffee mix ra to chú sèo. Vậy thì cho dù, cho dù là coffee mix cũng cho tôi. Cảm ơn sẽ thi xe chữ rừng xay ra Phải mua cái áo phông màu đen. Phun cô ghi rừng bỏ gửi ra phải ăn cái món tteokbokki. Panana uyu-reul masigo Tôi muốn uống banana uh, uyu, tức là uống uh, tôi muốn uống cái nước uh, cái, cái sữa vị chuối. 오후 6시 영화표는 살 Tôi định mua, tôi sẽ mua cái vé xem phim lúc 6 giờ. Thì tình huống những cái nhưng cái này người ta không đáp, đáp ứng được thì cho dù cái giải pháp khác chúng ta cũng cũng ok thì chúng ta là sử dụng ra, sử dụng uh, Rato. ở đây chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này. Sunim, 죄송하지만 xin lỗi nhưng 안 thời gian đã qua c 님 죄송하지만 기간이 지나서 환불은 안 되는데요. 그럼 교환이라도 해 주세요.

고객님, 확인해보니 회색밖에 안 남았는데, 이거라도 드릴까요? 회색은 마음에 안 들어요. 그냥 환불해주세요. 네, 알겠습니다. 현금으로 결제하셨어요? 아니요, 카드로 했어요. 그럼, 영수증과 결제한 카드를 같이 주세요. 카드 결제를 취소해드리겠습니다. 여기 있어요. 어제 살때잘 보고 살걸. Và chúng ta sẽ cùng nhau dịch phần bài này ở số CEO tua từ nền kéo xin mời vào tôi có thể giúp gì được bạn ở chế cá băng ngân xa gắn nền đề chi bê hôm qua tôi đã đi mua cái cặp này chi bê khá bôn sơ đi đi về nhà và xem thì thấy Yuki oluki seyo. Thì thấy ở đây có cái viết bản. Chào mừng. Thực sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đổi cho bạn cái khác. Chăm chí măn. Kỳ ta Xin hãy chờ một chút. De an ghi sư De an Vâng. Tôi hiểu rồi. Cô kinh quý khách. Hoặc in hệ bồ nì, ăn ăn Quý khách à? tôi đã kiểm tra rồi và tôi thấy là ngoài cái hơi xe tức là màu xám, tôi chỉ thấy còn mỗi cái màu xám thôi. Ikorato tirinkayo. Cái này cũng... Cho dù là cái này cũng được chưa ạ? 회색은 마음에 안 들어요. Tôi không thích cái màu xám. Cứ nhận hoàn 주세요. 그เอ่อ trả trả tôi gửi lại và cứ trả lại tiền cho tôi. hai angesvida. 현금으로 Bạn thanh toán bằng quý khách thanh toán bằng tiền mặt phải không? hết 카트로 했어요. Tôi thanh toán bằng thử, bằng thẻ. 그럼 영수증과 견제한 카드를 같이 주세요. Vậy thì hãy đưa cho tôi cái thẻ mà đã thanh toán và cái hóa đơn thanh toán. 카드 견제를 취소해 드리겠습니다. Và tôi sẽ trả lại tiền vào thẻ. 여기 있어요. 어제 salte, hôm qua khi mà mua ấy, 잘 보고 살걸

어제 가방을 사갔는데 집에 가서 보니까 여기 얼룩이 있어요. 정말 죄송합니다. 다른 걸로 교환해드리겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네, 알겠어요. 고객님, 확인해보니 회색밖에 안 남았는데 이거라도 드릴까요? 회색은 마음에 안 들어요. 그냥 환불해주세요. 네, 알겠습니다. 현금으로 결제하셨어요? 아니요, 카드로 했어요. 그럼, 영수증과 결제한 카드를 같이 주세요. 카드 결제를 취소해드리겠습니다. 여기 있어요. 어제 살때잘 보고 살걸. <목소리> 어서 오세요. 물 도와드릴까요? 어제 가방을 사 갔는데 집에 가서 보니까 여기 얼룩이 있어요. 정말 죄송합니다. 다른 걸로 교환해 드리겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네, 알겠어요. 고객님 확인해 보니 회색밖에 안 남았는데 이거라도 드릴까요? 회색은 마음에 안 들어요. 그냥 환불해주세요. 네, 알겠습니다. 현금으로 결제하셨어요? 아니요, 카드로 했어요. 그럼, 영수증과 결제한 카드를 같이 주세요. 카드 결제를 취소해드리겠습니다. 여기 있어요. 어제 살때잘 보고 살걸. và chúng ta xem cái nội dung này thì chúng ta hiểu rồi ạ chúng ta chú ý trong sách nếu mà một số sách photo thì những cái màu này thì chúng ta chú ý là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy những cái màu rất khác màu nhưng photo những cái màu mà cam hoặc là màu tím hoặc là màu uh, nâu thì chúng ta photo ra đều giống nhau nên chúng ta sẽ khó phân biệt trong cái sách photo và tiếp theo chúng ta nhìn bên dưới chúng ta có những cái tình huống khác nữa đầu tiên là đi mua ca Vang thì như vậy và bây giờ chúng ta tình huống là đi mua ốt ốt đi mua áo thì uh, lý do đem đến trả lại ở đây là panachin panachin đi ống măng là cái đường may rất là ẩu tiếp theo Pancansec thì không còn cái nào khác nữa mà chỉ còn cái Pancansec thôi thì uh, sekari nobu thuyên ninh đây là màu rất là sáng màu sáng quá nên màu sáng quá tiếp theo kutu phần số 3 là kutu tình huống số 3 là kutu là đi mua giày nên đổi cái giày thì trang sức ý toro chota là những cái thành phần trang trí thì bị rơi rơi phần trang trí hai ăn xét thì không còn cái nào nữa là còn mỗi cái hai ăn xét thôi màu trắng cơm băng tôi đôi chín cửa cắt thả có thể là bị bẩn ngay cho nên là không không muốn nữa đây ạ cái huy xét thì hai dân xét huy xét thì là mai mẹ ăn dân đà băng gan xét thì sẽ cần nấu mu thuy nương cơ cắt thả hai dân xét thì cơm băng tôi đôi chín cửa cắt thả Đây là phần nói số 2. Và chúng ta sang phần nói số 2, luyện tập số 2 này, chúng ta cũng có những tình huống tương tự như là Sakari Chinata, màu sắc đậm. Ancha Bunika, Pumpenel. Tôi sau khi ngồi thì tôi thấy là rất là khó chịu. Ongul Boyangwa, Oulichi nân Là không hợp Không hợp với khuôn mặt, cái kính này thì không hợp với khuôn mặt thì đổi lại kính. Thì tình huống ở đây đầu tiên là trường hợp là cái trang trí nó bị bong thì chúng ta tình huống như thế nào? OJ JO KISO GUJUN hoặc BAKU GO SHI Hôm qua tôi đã mua đôi giày ra ở đây và tôi muốn đổi. 무슨 문제가 있으신가요? 아, 뭐, 나고 문제가 있어요. 여기 장식이 떨어졌어요. 어, 네, 거기 장치이 잃어버렸어. 지금 같은 디자인 없는데 어떡하지? 다른 디자인도 될까요? 아, bây giờ thì không có cái thiết kế nào giống như cái này, không có kiểu nào giống như thế này, bạn lấy kiểu khác được không? Ojchan, Poco, Samsung, Creneo, đáng lẽ là hôm qua phải nhìn xem kỹ rồi mua. Gần hoàn phân hệ cho trả tôi tiền thôi, cứ trả tôi tiền thôi. Đây tình huống này cũng tương tự như vậy. Đây là phần ba đặc Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần tứt cô ba Đầu tiên chúng ta sẽ nghe phần 1. Chẳng tứt cô chi bô Nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Số 1. Chí cơm dơ chá nên bùa Bây giờ bạn này đang làm gì? Phép qua chơi mẹ sơ

이 여자가 구입한 제품은 무이 người con gái này mua những 잘 듣고 질문에 답하세요. 한국 홈쇼핑입니다. 지금 방송하는 옷을 사려고 하는데요. 정장바지 말씀이십니까? 네. 다섯 벌다 주는 건가요? 아니요. 다섯 개 색상 중에서 원하시는 색상으로 세벌 고르시면 됩니다. 어, 방송에서 다섯 벌 보여줘서 다 주는 줄 알았는데요. 죄송합니다, 고객님. 세 벌에 6만 5천 원입니다. 구입하시겠습니까? 네, 살게요. 허리는 28인치이고요. 검정색, 흰색, 회색으로 보내주세요. 검정색은 방금 매진되었습니다. 현재 남색 바지는 주문이 가능한데 어떠십니까? 그럼 남색 바지라도 보내주세요. 조금만 더 빨리 전화할 걸 그랬네요. 참, 물빨래 해도 되나요? 네. 물빨래가 가능합니다만 처음 세탁하실 때에는 드라이 클리닝을 해주시는 게 좋습니다. 정장해라. 잘 듣고 질문에 답하세요. 한국 홈쇼핑입니다. 지금 방송하는 옷을 사려고 하는데요. 정장바지 말씀이십니까? 네. 다섯 벌다 주는 건가요? 아니요. 다섯 개 색상 중에서 원하시는 색상으로 세벌 고르시면 됩니다. 어, 방송에서 다섯 벌 보여줘서 다 주는 줄 알았는데요. 죄송합니다, 고객님. 세 벌에 6만 5천 원입니다. 구입하시겠습니까? 네, 살게요. 허리는 28인치이고요. 검정색, 흰색, 회색으로 보내주세요. 검정색은 방금 매진되었습니다. 현재 남색 바지는 주문이 가능한데 어떠십니까? 그럼 남색 바지라도 보내주세요. 조금만 더 빨리 전화할까 그랬네요. 참 물빨래 해도 되나요? 네, 물빨래가 가능합니다만 처음 세탁하실 때에는 드라이 클리닝을 해주시는 게 좋습니다. t o chúng ta sẽ 그 얘기는, 대해서, 대해서, 잘 듣고 질문에 답하세요. 한국 홈쇼핑입니다. 지금 방송하는 옷을 사려고 하는데요. 정장 바지 말씀이십니까? 네. 다섯 벌다 주는 건가요? 아니요. 다섯 개 색상 중에서 원하시는 색상으로 세벌 고르시면 됩니다. 어, 방송에서 다섯 벌 보여줘서 다 주는 줄 알았는데요. 죄송합니다, 고객님. 세 벌에 6만 5천 원입니다. 구입하시겠습니까? 네, 살게요. 허리는 28인치이고요. 검정색, 흰색, 회색으로 보내주세요. 검정색은 방금 매진되었습니다. 현재 남색 바지는 주문이 가능한데 어떠십니까? 그럼 남색 바지라도 보내주세요. 조금만 더 빨리 전화할 걸 그랬네요. 참, 물 빨래 해도 되나요? 네, 물 빨래가 가능합니다만 처음 세탁하실 때에는 드라이 클리닝을 해주시는 게 좋습니다. 종다사관 뜯기 2. chẳng thức cố chi <laughs> mô cha ca hòa Đây bạn nữ này bạn gọi điện với lý do gì? sông nàn cha rưu hỏi định tìm hiểu về cái ngày gửi cha pa màu nam màu lam ấy, lam chất paji Tasi chubun hadego thì bạn ấy muốn đặt hàng lại cái màu nam xét pe song tuyên bun gân ý khăn xét xét cái hàng mà đã được chuyển đến ấy, thì màu sắc nó khác so với đặt hàng tiếp theo giới trai nên OC tà hề, 어떻게 các? người nữ này suy nghĩ như thế nào về những cái áo, về những cái đồ quần áo? Pachi ờ, thông y chụp cô đầu vu quốc kỳ là ống quần thì rộng và thông à, y chụp cô ống quần thì hẹp và nó bó sát quá bó cứng lại khi đi ca nấu mu kêu lưng hà chiều dài thì dài quá và rộng thùng thình sắc cái gì ba nấu mu nữa màu sắc thì không vừa lòng và màu sắc không không hài lòng và cái cái ống quần thì rộng quá. Tình huống số 2, số 3. Từ nên nề ông qua tà đơn cờ sơn cú Đây này phần số 3 các bạn nhé. Cái, uh, chọn, hãy chọn cái khác với nội dung của đoạn văn. Dơ cho nên bà chỉ rân khoan vun tà. Tức là người con gái này không trả lại được hàng. Không trả lại hàng và lấy lại tiền được cha <laughs> cái conàmốt về sônguyếttà cái thế hàng ấy thì là hàng thì đưa nhầm cho cái cô gái này chưa uh, cho nên hôm shopping nhàơ quý hết quý cô gái này đã mua hàng từ hôm shopping bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này và chúng ta uh, 세요잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하십니까, 고객님. 뭘 도와드릴까요? 얼마 전에 방송을 보고 바지를 샀는데요. 배송받은 바지가 방송에서 본 바지랑 색깔이 달라서요. 그러세요? 일주일 전에 보라색, 흰색, 회색 바지를 구입하셨지요? 네? 보라색 바지요? 전 남색 바지를 주문했는데요. 잠시만 기다려주세요. 바로 확인해 보겠습니다. 죄송합니다. 제품이 잘못 배송된 것 같습니다. 남색 바지로 바로 교환해 드리겠습니다. 저기, 잠깐만요. 그럼 또 며칠을 기다려야겠네요. 사지 말걸. 정말 죄송합니다. 최대한 빨리 교환해드리겠습니다. 근데, 바지통도 좁고 너무 꽉 끼어서 불편하던데. 저 그냥 환불할게요. 네, 알겠습니다. 주문하신 상품은 착용 후에는 반품이 안 되는 상품입니다. 혹시 입고 나가신 적이 있으십니까? 아니요, 없어요. 알겠습니다. 환불 처리해드리겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하십니까, 고객님. 뭘 도와드릴까요? 얼마 전에 방송을 보고 바지를 샀는데요. 배송받은 바지가 방송에서 본 바지랑 색깔이 달라서요. 그러세요. 일주일 전에 보라색, 흰색, 회색 바지를 구입하셨지요? 네? 보라색 바지요? 전 남색 바지를 주문했는데요. 잠시만 기다려주세요. 바로 확인해 보겠습니다. 죄송합니다. 제품이 잘못 배송된 것 같습니다. 남색 바지로 바로 교환해 드리겠습니다. 저기, 잠깐만요. 그럼 또 며칠을 기다려야겠네요. 사지 말걸. 정말 죄송합니다. 최대한 빨리 교환해 드리겠습니다. 근데, 바지통도 좁고 너무 꽉 끼어서 불편하던데. 저 그냥 환불할게요. 네, 알겠습니다. 주문하신 상품은 착용 후에는 반품이 안 되는 상품입니다. 혹시 입고 나가신 적이 있으십니까? 아니요, 없어요. 알겠습니다. 환불 처리해드리겠습니다. trong phần Maraki chúng ta tạo mê tè hè chinh qua hamke kê yê chúng ta hãy cùng với bạn bè nói về những vấn đề sau vun cơ nên chal tê mua sơn cà răng trùng dô xem các hâm khi mà mua hàng thì cái suy nghĩ nào là quan trọng nhất cái suy nghĩ gì là quan trọng nhất bạn suy nghĩ xem cái gì là quan trọng nhất internet si, internet si na, internet si na, home shopping sătể khi mà mua hàng trên internet hoặc qua home shopping chôn trôm qua đạp choư mua thì à, mua hàng qua internet hoặc là home shopping thì à, có điểm tốt và điểm xấu gì 여러분, 나라에서 교환이나 환불이 안 되는 경우가 있습니까? Ở đất nước các bạn, cái có những trường hợp nào mà không đổi hàng hoặc là không trả lại hàng không trả lại hàng, lấy lại tiền được không ạ? 어떤 경우에 그렇습니까? Cái trường hợp như thế nào thì như vậy. Số 4 사고 좋은 문건은 구입하는 자신만 자신만의 방법이 있습니까? các bạn có phương pháp cá nhân các bạn có phương pháp nào để mua hàng vừa tốt và rẻ không ạ? Thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau về cái nội dung bốn cái nội dung như thế này. Chúng ta sang phần tiếp theo. tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Ilki phần đọc phản phu mà và hướng dẫn đổi hàng. Chơi internet home shopping để giờ shopping mua để giờ. Quy phạm sản phẩm và phản phu mà đề án này. Đây là cái hướng dẫn về việc đổi hàng của những cái sản phẩm đã mua từ Home Shopping Internet uh, Internet Shopping Mall chúng tôi. Phan Phu Mơn sản phẩm Phu Chín In In Xin Những cái sản phẩm đổi hàng thì sau khi mua hàng trong khi mua hàng 7 ngày thì có thể yêu cầu đổi hàng được. Phan xin chân phẳng bơ thả âm qua Kasumnida. Cái phương pháp mà yêu cầu đổi hàng thì là gồm những cái sau. Số 1. Nay shopping chồng bồ. Rô. Hãy vào cái mục là đại shopping trung bộ tức là thông tin mua hàng của tôi. Khi đó Unha Shin Sang Phum muốn xin phép han phu chúng ta chọn cái sản phẩm mà chúng ta muốn. Pan Phum Shin Jung button click Ham mình đã và bấm vào cái nút Pan Phum Shin Jung và yêu cầu đổi hàng thứ hai bước hai pan pum ane pan pum ane ne ane tara chung bo run sơn nida các bạn hãy viết vào cái thông tin hướng dẫn đổi hàng chu mun pon ho yen lak cho hoan bun patun ke cho bon run chung ha ki sơ số các bạn mua hàng chun mun hồ tức là cái số hóa đơn mua hàng yelakcher liên lạc han bun pattern kê hoa cho hồ kê cho hồ đây là cái số tài khoản ngân hàng thì han bun pattern kê cho hồ là cái số tài khoản sẽ nhận được cái tiền trả lại trường khi sơ chu hãy ghi một cách chính xác cho chúng tôi số 3 bước 3 phan phum sang phu mi huê sa tổ chức han phu hoàn he từ từ đi là sau khi cái sản phẩm được trả lại gửi về cho công ty thì các bạn sẽ nhận được cái tiền cái trả lại tiền 자세한 내용은 thông tin chi tiết hơn. Nai shopping mall trong bố. Eso, hoặc kinh Và chi tiết hơn các bạn có thể kiểm tra ở trong phần uh, thông tin mua sắm của tôi. Hay phần chú ý. Kha thư 경우에는 kiên chế hàn kiên kiên nếu mà bạn uh, nếu mà bạn đã thanh toán bằng, trường nếu trường hợp thanh toán bằng thẻ thì sẽ được gửi trả lại vào thẻ. 제품에 제품에 대한 불만이 있으면 고객 Nếu mà bạn không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng viết lên cái bảng tin khách hàng giúp tôi. Phan Phu muốn xin hạ Haki trở nè trước khi mà bạn yêu cầu đổi hoặc trả hàng. Sang phẩm muốn bắt tin nạn và Sang phẩm sang thế rồi muốn cho hoặc in hệ chú sao. Trước khi đổi trả hàng thì các bạn hãy kiểm tra về ngày tháng nhận và cái trạng thái của sản phẩm giúp giúp tôi. Chinin xinin, xinini, cô 신수로 생겼는데 khi mà những cái lỗi hỏng hóc do khách hàng hoặc là đã quá 7 ngày thì 환불이, tôi chị thì sẽ không được trả lại tiền. Thì ở đây số 1, y 그른 슨 이유는 무엇입니까? Cái lý do viết đoạn văn này là cái gì? Panfum ane. Đây là cái hướng dẫn đổi hàng. Số 2, y 그레 내용과 다른 것은 무엇입니까? Cái nội dung hãy à cái mà khác với nội dung của đoạn văn là cái gì? Số 1 Nae Home shopping trong 반품은 신청할 수 있다. Cái này đúng bởi vì uh, có thể yêu cầu đổi hàng ở cái chức năng trên internet đó là Nae shopping. Nae shopping trong bộ. Tiếp theo số 2, 반품을 신청하면 바로 환불이 되나? Ngay sau khi đổi hàng thì người ta sẽ uh, ngay sau khi đổi lại hàng thì sẽ trả lại tiền ngay không phải. 코케게 신수 신수로 문제가 생겼을 경우에는 환불은 받든 수 없다. tức là không thể trả lại được những cái hàng mà lỗi của mà lỗi hỏng hóc do khách hàng. và số 3 tối hôm qua ít cô 담은 있고, 이 글의 내용과 맞는 맞으면 오, 들으면 X 표시하세요. Các bạn đọc đoạn văn và cái nào giống với nội dung, cái nào đúng với nội dung thì chọn ô và sai với nội dung thì chọn X. 개인 제한 개인 제한지 신인이 지나면 환불이 신장 한 없다. tức là mua hàng quá 7 ngày À, thanh toán quá 7 ngày thì không đổi hàng được. Pan phu muốn xin chân han xin han tệ khi mà yêu cầu đổi hàng. Khi cho bon hồ rút soi ra hành thì phải ghi số tài khoản ngân hàng. Số 3. Chế phu mê tệ han bun mani miền nếu mà có sự không hài lòng về sản phẩm hôm shopping trong bồi sư miên thì hãy viết vào trong phần thông tin mua sắm của tôi cái này không phải mà viết là viết vào phần cocat cocat klesi phản đây là phần yuki chúng ta vào phần tiếp theo đó là phần vun hoa sanchek trong phần môn hoa văn này phần văn hóa này chúng ta tìm hiểu về uh, những cái cỡ của quần áo và cỡ về dày đầu tiên chúng ta chim ban chisu cái này là ở Hàn Quốc chúng ta sử dụng những ở người ta sử dụng những cái cỡ dày thì tôi nghĩ là ở Việt Nam tương tự như vậy bởi vì form người gần giống nhau 여자 옷 Cỡ của áo nữ Đây là cỡ của áo nữ Và đây là cỡ của áo nam Nam chao chisu Pachi chisu Cỡ của quần và Đây là đối với nữ Và đối với nam Đơn vị tính đây là inch Inch Tiếp theo shinban chisu Tính là mm Thì chúng ta có Cỡ của dép, đó là như thế này. Cỡ của giày dép, đó là theo từng số. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần pattern, phát âm. Chúng ta sẽ xem phần QGIS, là quy tắc. Nếu mà chim sorry, cái tiếng phát ra, tức là âm ở phụ âm đáy, là cờ tờ pờ mà đằng sau nó có cờ tờ bò sò so, trò thì năm với phụ âm căng năm phụ âm này sẽ được đọc là phụ âm căng là sang kiểu sang tiệt sang piệp sang chột sang chượt và chúng ta sẽ chú ý phần phát âm này chúng ta nghe ví dụ 들어보세요. 1. 바지 길이가 적당해요. 2. 요즘 날씨가 많이 덥지요? 들어보세요. 1. 바지 길이가 적당해요. 2. 요즘 날씨가 많이 덥지요? chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ chú ý phần phát âm đừng... chú ý phần phát âm và chúng ta hãy chú ý phần đánh dấu này kia tig piu siu chia sẻ cơ tê bê 주로 발음해야 되는 곳에 표시한 후 대화를 연습해 보세요. 1. 몇 시까지 가면 돼요? 8시까지 오세요. 2. 민수 집에 있지요? 아니요. 조금 전에 전화 받고 나갔어요. 3. 식사 좀 하시겠어요? 괜찮아요. 방금 먹고 왔어요. 그럼 이 과자 좀몇개 드셔보세요. 제가 직접 만든 거예요. 중단해, 라 기역, 디극 비읍, 시옷, 지읒을 끄, 뜨, 뿌, 쓰, 쯔로 발음해야 되는 곳에 표시한 후 대화를 연습해 보세요. 1. 몇 시까지 가면 돼요? 8시까지 오세요. 2. 민수 집에 있지요? 아니요. 조금 전에 전화 받고 나갔어요. 3. 식사 좀 하시겠어요? 괜찮아요. 방금 먹고 왔어요. 그럼 이 과자 좀몇개 드셔보세요. 제가 직접 만든 거예요.